Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 1.000 đồng LCR là tương đương với khoảng 10 đô các bạn, rút về với chút wallet nha các bạn. Cái sàn này là được cái sàn là Lead Connect nha các bạn. Sau khi các bạn lead chiếc phần link mô tả của mình thì các bạn đăng ký vào một cái tên, họ, email và mật khẩu, xác nhận mật khẩu. Rồi chấp nhận tôi trên 18 tuổi các bạn. Rồi nó gửi về các bạn vào một hộp thư mail. Các bạn vô xác nhận là rồi à. Là nó ra là cái giao diện cái gì nè. Mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC các bạn. Cái đăng ký đó thì ai không biết rồi, mình cũng không có để mất thời gian các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây nè. Rồi các bạn ghi họ và tên, địa chỉ nhà, quốc gia. Khoan, để mình ghi coi. Để mình cắt khúc này bỏ đi. Rồi đầu tiên các bạn ghi họ và tên, địa chỉ nhà các bạn. Rồi các bạn vô chọn quốc gia các bạn. Các bạn nhấp vào cái phần dưới đây nè. Rồi các bạn gõ vô từ Việt Nam các bạn. Các bạn ở đâu thì gõ vào đó. Rồi đây nè, Việt Nam. Rồi các bạn chọn một cái ảnh tự sướng các bạn. Rồi mình chọn. Nó đẩy các bạn về Google ảnh. Duyệt qua đi. Duyệt qua ảnh nè. Anh tự sướng nha các bạn. Chụp cái này đi. Nè. Rồi anh nhận dạng là cái ảnh chụp chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Cây xe dây bạc luôn, hai cái là xong phim. Rồi. Cái này nó hơi khó hơn, nó hơi dễ hơn cái thằng COVID, nó hơi phức tạp gầm gà chút xíu. Rồi các bạn bấm nút gỡ đi. Gỡ đi. UKC heo. Gì hết. Vậy là mình đã KYC thành công rồi các bạn. Rồi để mình kiểm tra qua nó có tặng cho mình 1.000 đồng CL chưa các bạn. Về trang chủ. Các bạn đăng ký chơi đi, video chừng nào rút tiền về được thì mình sẽ. Chưa các bạn, nó đang việc các bạn. Chừng nào rút tiền mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn rút tiền về ví nha các bạn. Let. Rồi nha các bạn. Mấy cái kèo Android này mình không có sợ scam nha các bạn. Mấy con app, mấy con web này nọ mình sợ scam, chứ mấy cái kèo trên mấy cái kèo mà trên cái sàn này thì mình chắc ăn lắm nha các bạn. Mình chỉ việc đăng ký xong, cây xe xong bỏ ra đi chờ ngày rút tiền các bạn. Rồi các bạn lấy cái link, sao chép cái link, copy cái link này nè các bạn. Các bạn đi chia sẻ các bạn. Chia sẻ để kiếm đồng LCR kiếm thêm nha các bạn. Rồi các bạn cứ chơi vào KYC đi, chừng nào nó rút tiền thì mình sẽ làm video hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn. Các bạn nhớ like và share, chia sẻ video này của mình lên group mình. Cảm ơn các bạn nha các bạn. Nếu mình rút tiền về mình cũng sẽ làm event chia cho các bạn, chứ mình không có hưởng lên đâu. Chị chào tạm biệt các bạn.